Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với phần viết. Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độc giả. Để dễ ghi nhớ nội dung chính của một văn bản đã học, người ta thường tóm tắt văn bản đó. Ở bài học này, em sẽ học cách tóm tắt một văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài, đảm bảo trung thành với một nội dung chính của văn bản gốc. Yêu cầu đối với văn bản tóm tắt: phản ánh đúng nội dung của văn bản gốc, trình bày được những ý chính, những quan điểm quan trọng của văn bản gốc, sử dụng các từ ngữ quan trọng của văn bản gốc và đáp ứng được những yêu cầu khác nhau về độ dài của văn bản tóm tắt. Phân tích bài tóm tắt tham khảo. Tóm tắt văn bản Sơn Tinh Thủy Tinh trong sách Ngữ văn 6 tập 2. Văn bản 1. Hùng Vương thứ 18 có một người con gái xinh đẹp tên là Mị Nương. Sơn Tinh chúa miền non cao và Thủy Tinh chúa miền nước thẳm đều đến cầu hôn Mị Nương. Sơn Tinh mang đầy đủ lễ vật đến trước theo đúng yêu cầu của nhà vua và rước được Mị Nương về. Thủy Tinh tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng năm nào cũng bị thua. Văn bản số 2, chúng ta sẽ tóm tắt dài hơn. Hùng Vương thứ 18 có một người con gái xinh đẹp tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn. Một người là Sơn Tinh, chúa miền non cao. Một người là Thủy Tinh, chúa vùng nước thẳm. Cả hai tài giỏi ngang nhau, nên nhà vua không biết lựa chọn ai. Nhà vua bèn phán rằng, hôm sau, ai đem lễ vật đến trước sẽ được cưới Mị Nương. Lễ vật gồm 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Hôm sau, Sơn Tinh đem đầy đủ lễ vật đến trước, rước được Mị Nương về. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, nổi giận đùng đùng, đem quân đuổi đánh để cướp Mị Nương. Thủy Tinh hô mưa gọi gió, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh. Nhưng Sơn Tinh không hề nao núng mà bốc từng quả đồi, rời từng dãy núi, chặn dòng nước lũ. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng, sức của Thủy Tinh đã đuối nên đành chịu thua. Hàng năm, Thủy Tinh vẫn dâng nước lũ đánh Sơn Tinh, nhưng đều bị thất bại. Để có thể tóm tắt được một tác phẩm, chúng ta cần thực hành viết theo các bước. Lưu ý, mục đích viết: trình bày ngắn gọn nội dung chính của một văn bản để lưu giữ làm tài liệu hoặc chia sẻ với người đọc. Người đọc chính là thầy cô, bạn bè và những người quan tâm đến văn bản. Trước khi tóm tắt, A. Đọc kỹ văn bản gốc. Muốn tóm tắt một văn bản, cần đọc kỹ để hiểu đúng nội dung, chủ đề của văn bản. B. Xác định nội dung chính cần tóm tắt. Xác định nội dung khái quát, cốt lõi của toàn văn bản. Tìm ý chính của từng phần hoặc đoạn và xác định quan hệ giữa các thành phần hoặc các đoạn trong văn bản. Tìm các từ ngữ quan trọng của văn bản. Có thể đánh dấu vào văn bản hoặc ghi ra giấy những ý chính của văn bản. Ví dụ, khi tóm tắt văn bản Bầy chim chìa vôi, em cần thực hiện các bước sau. Xác định đúng nội dung khái quát, cốt lõi của văn bản. Chuyện hai em Men và Mon đi đò ra bãi cát giữa sông để cứu tổ chim sắp bị ngập nước và xúc động khi chứng kiến cảnh đàn chim bé bỏng bứt khỏi dòng nước khổng lồ bay lên. Xác định các thành phần trong văn bản. Theo dõi các thành phần của văn bản trong sách giáo khoa đã được đánh số thứ tự. Tìm ý chính của từng phần. Có thể dùng sơ đồ truyện để ghi lại ý chính của văn bản. Khi tóm tắt văn bản tự sự, cần quan tâm đến nhân vật và sự việc tiêu biểu. Tham khảo sơ đồ sau: bối cảnh, ở đâu khi nào, nhân vật gồm những ai và các cái sự việc 1, sự việc 2, sự việc 3 là gì. C. Xác định yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt. Xác định ý lớn và ý nhỏ của văn bản gốc. Tùy theo yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt mà lựa chọn ý lớn hay ý nhỏ từ văn bản gốc. Chẳng hạn, khi tóm tắt văn bản tự sự, để có văn bản tóm tắt ngắn gọn, cần chú ý lựa chọn các sự việc chính. Còn để văn bản tóm tắt có dung lượng lớn hơn, cần mở rộng các sự việc bằng những chi tiết tiêu biểu trong văn bản gốc. 2. Viết văn bản tóm tắt. Sắp xếp các ý chính của văn bản gốc theo một trình tự hợp lý. Dùng lời văn của em kết hợp với những từ ngữ quan trọng trong văn bản để viết văn bản tóm tắt. Chú ý đảm bảo yêu cầu về độ dài. Mục 3 là chỉnh sửa.
Rà soát tự chỉnh sửa văn bản tóm tắt của em theo những gợi ý trong bảng sau. Yêu cầu: nội dung đúng với văn bản gốc. Gợi ý chỉnh sửa: lược bỏ các thông tin không có trong văn bản gốc và những ý kiến bình luận của người tóm tắt nếu có. Trình bày được những ý chính, những điểm quan trọng của văn bản gốc. Gợi ý: bổ sung những ý chính, điểm quan trọng của văn bản gốc nếu thiếu, lược bớt các chi tiết thừa, không quan trọng nếu có. Sử dụng những từ ngữ quan trọng của văn bản gốc bằng cách bổ sung những từ ngữ quan trọng có trong văn bản gốc nếu thiếu. Đáp ứng được những yêu cầu khác nhau về độ dài, em có thể rút gọn hoặc phát triển văn bản tóm tắt để đảm bảo yêu cầu về độ dài. Bảo đảm yêu cầu về chính tả và diễn đạt. Rà soát lỗi chính tả diễn đạt, dùng từ, đặt câu, chỉnh sửa nếu phát hiện lỗi. Ở đây có hai gợi ý cho em về hai văn bản chúng ta đã học trong chương trình ngữ văn lớp 6. Bài tham khảo số 1, tóm tắt văn bản bánh chưng bánh dày trong ngữ văn 6 tập 2. Vua Hùng về già muốn truyền ngôi cho các con nên ra điều kiện: không kể con trưởng con thứ, miễn ai làm vừa ý tiên vương sẽ được nối ngôi. Các lang đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ trên rừng dưới biển, dâng cho vua cha. Riêng có lang Liêu, người con thứ 18, sau khi mộng thấy thần, đã làm một loại bánh hình vuông, một loại bánh hình tròn để dâng vua. Vua vô cùng hài lòng, mang bánh lễ tiên vương và được kế ngôi vua. Từ đó, bánh chưng bánh dày trở thành lễ vật không thể thiếu trong dịp lễ Tết. Bài số 2, tóm tắt văn bản thành gióng trong sách ngữ văn 6 tập 2. Đời Hùng Vương thứ 6, làng gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ, phúc đức nhưng không có con. Một hôm, bà vợ ra đồng ướm và vết chân to, về nhà thụ thai. 12 tháng sau, sinh cậu con trai khôi ngô, lên 3 tuổi mà chẳng biết đi, không biết nói cười. Dọc xâm lược, nhà vua chiêu mộ người tài, cậu bé cất tiếng nói yêu cầu vua rèn roi sắt, áo giáp sắt, ngựa sắt để đánh giặc. Cậu ăn khỏe, lớn nhanh như thổi, cả làng phải góp gạo nuôi. Giặc đến, chú bé vùng dậy, vươn vai biến thành tráng sĩ, giáp sắt, ngựa sắt, roi sắt xông ra đánh tan giặc. Roi sắt gãy, tráng sĩ nhổ những cụm tre quật giặc. Tráng sĩ một mình một ngựa lên đỉnh núi, cởi bỏ áo giáp cùng ngựa bay lên trời. Nhân dân nhớ ơn lập đền thờ, giờ vẫn còn hội làng sóng và các dấu tích ao hồ. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tới.